Kia Sedona 2.2 máy dầu quý anh chị. Xe có sẵn biển thành phố Hồ Chí Minh rồi, 890 triệu đồng cho một chiếc xe Sedona 2019 anh chị nhé. Bây giờ xe này đổi tên thành Carnival rồi. Carnival thì lăn bánh đâu đó khoảng 1,4 tỷ 50. Chiếc xe này 2019, tính năng tiện nghi cũng tương đương nhau anh chị, mà có điều là form 2019 vẫn là Sedona. Thì hiện tại nó đổi tên thành Carnival rồi. Anh chị nào mà quan tâm mẫu xe mà 7 chỗ ngồi rộng rãi, mạnh mẽ, 197 mã lực rất là mạnh mẽ anh chị ha. Phiên bản này là phiên bản Sedona Platinum máy dầu 2 cầu anh chị ha, cực kỳ mạnh mẽ luôn. Có 4 cảm biến sau, sẵn biển thành phố Hồ Chí Minh rồi, 2 cửa lùa anh chị, rất là đẹp mà anh chị ha. Xe 2 cửa lùa này rất là đẹp, có trang bị cửa sổ trời đầy đủ hết rồi anh chị, 2 cửa sổ trời luôn ha, rất là đẹp luôn anh chị. Đây, xe lên lót sàn, lên phim cách nhiệt đầy đủ rồi. Sử dụng khối động cơ là 2.2 dầu 2 cầu, động cơ 8 cấp anh chị. Xe có màu bạc, sẵn biển thành phố Hồ Chí Minh, gương tích hợp xi nhan báo rẽ, cam 360 độ, chỉnh điện, gập điện, tay nắm cửa thì cùng màu thân xe và có nút bấm ha. Có luôn cái cảm biến trên gương luôn này anh chị, cảm biến mù. Ghế chỉnh điện này anh chị, ghế chỉnh điện có chức năng phòng ghế, chỉnh ghế ha. Rồi có sưởi ghế trước luôn anh chị, có sưởi 2 hàng ghế trước này anh chị, rất là đẹp ha. Điều hòa tự động ha, điều hòa tự động 3 vùng luôn anh chị. Xe auto chuẩn 36.000 cây, lên màn hình Z-TEC rồi, có Google Control đầy đủ hết nha anh chị. Xe rất là đẹp luôn anh chị. Có set 2 vị trí nhớ ghế nhá, rất là đẹp luôn. Có 2 ghế luôn, hai cửa sổ trời anh chị ha. Xe rất là đẹp rồi. Có 2 cửa lùa luôn anh chị. Anh chị nào mà quan tâm một mẫu xe Sedona thì có thể tham khảo cân nhắc chiếc xe này. 890 triệu thôi, còn thương lượng nhé. Xe còn thương lượng mạnh luôn anh chị ha. Rồi, anh chị nào mà quan tâm một mẫu xe Sedona giá cả hợp lý, sẵn biển thành phố Hồ Chí Minh thì alo ngay cho Quân nha. Quân đang để xe tại khu dân cư Vạn Phúc City, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, Quân cảm ơn tất cả anh chị đã coi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị. Xe thì Quân mới về luôn, chưa kịp dọn rửa đâu. Thì mai mốt sau video này Quân sẽ cho dọn rửa lên bộ hình đẹp cho anh chị nha. Cảm ơn anh chị đã coi hết video.